Muốn nhờ bà gì mình đây? Ok, anh mở kênh nồi nấu cháo Hàn Quốc trên YouTube nhé. Chà, có việc để làm rồi đây. Chào mừng các mẹ đã quay trở lại gian bếp thân thuộc của BB Cooker. Nếu trong các số lần trước Minh Huyền đã giới thiệu đến các mẹ những món ăn nấu bằng cháo, ví dụ như là món cháo nấu với cả thịt gà, cháo nấu với cả thịt lợn, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thay đổi hương vị một chút, đó sẽ là món cháo nấu với thịt bò và rau cải thảo. Nghe đến đây thôi thì chắc hẳn rằng là các mẹ đang rất hứng thú với món ăn này rồi phải không nào? Hãy vào bếp cùng với Minh Huyền thôi. Các mẹ thân mến, bây giờ thì trên bàn ăn của chúng ta đã có sẵn sàng những nguyên vật liệu để chuẩn bị cho món ăn rồi. Đầu tiên đó là các mẹ sẽ lựa chọn 70 g thịt bò. Thịt bò thì có rất nhiều protein cũng như là vitamin nhóm B rất tốt cho sức khỏe của bé. Và đặc biệt là trong thịt bò còn có sắt nữa. Khi trong quá trình phát triển của trẻ giai đoạn từ 8 đến 24 tháng tuổi thì việc bổ sung chất sắt cho các bé là vô cùng quan trọng. Bởi vì các mẹ biết không, chất sắt rất có ý nghĩa trong việc là phát triển trí tuệ cũng như là thể chất của bé. Tiếp đó là chúng ta sẽ lựa chọn từ 50 gram cải thảo. Chúng ta sẽ lựa chọn cải thảo xanh, tươi và rửa sạch để ráo nước. Tiếp đến là chúng ta sẽ có những nguyên vật liệu không thể thiếu, đó là gạo tẻ trắng, nước mắm, gia vị và mì chính nêm nếm khi cần. Bây giờ thì hãy cùng với Minh Huyền chúng ta sẽ cùng sơ chế những món ăn thôi. Ok. Bây giờ thì hãy cùng với Minh Huyền chúng ta sẽ sơ chế thành phần đầu tiên, đó chính là thịt bò. Sau khi mà chúng ta rửa sạch và để ráo nước thì bây giờ thì Minh Huyền sẽ cắt nhỏ thịt bò ra. Các mẹ lưu ý là chúng ta sẽ lựa chọn mặt thịt chắc và hồng tươi. Trong giai đoạn từ 8 đến 24 tháng tuổi thì các bé có hệ tiêu hóa thực sự chưa được phát triển. Bởi vậy nên là các mẹ sẽ cần phải cắt nhỏ thịt bò để trẻ có thể dễ dàng tiêu hóa. Ở trong thịt bò thì có rất là nhiều chất sắt, rất là tốt cho sự phát triển về trí tuệ cũng như là thể chất của trẻ. Bây giờ thì Huyền sẽ cắt nhỏ thịt bò. Chúng ta có thể lấy con dao to hơn một chút để dễ dàng băm mà chặt. Bây giờ thì Huyền sẽ thái nhỏ thịt bò ra. Trong giai đoạn này thì các hệ tiêu hóa của trẻ chưa được phát triển nên là chúng ta sẽ băm thật nhỏ nhừ nhuyễn để trẻ có thể dễ dàng tiêu hóa hơn. Rồi, bây giờ thì Minh Huyền sẽ băm thịt bò. Để thịt bò không bị bắn ra ngoài thì các mẹ có thể cho một thìa nước nhỏ nhỏ vào đây. Chúng ta có thể thấy là thịt không hề bị bắn ra ngoài và có thể dễ dàng băm nhừ. Bây giờ thì Huyền sẽ cho thịt bò ra bát. Trong giai đoạn này từ 8 đến 24 tháng tuổi thì nêm nếm gia vị của trẻ, các mẹ sẽ chỉ cần cho một ít gia vị thôi, vì các bé trong giai đoạn này thì sẽ ăn nhạt hơn chúng ta rất là nhiều. Huyền sẽ cho một thìa nước mắm, một thìa gia vị và thêm một ít mì chính. Chúng ta có thể cho thêm 1 đến 2 thìa nước để thịt được mềm hơn. Bây giờ thì Huyền sẽ đảo đều. Chúng ta sẽ nêm nếm trong khoảng từ 5 đến 10 phút. Sau đó thì các mẹ sẽ đảo đều thịt lên cùng với cả dầu ăn. Nhưng mà trong khi mà chúng ta chờ đợi thịt được nêm nếm gia vị ngấm vào thì chúng ta sẽ sơ chế món phần vật tiếp theo, đó chính là rau cải. Rau cải sau khi mà các mẹ đã rửa thật sạch và để ráo nước như thế này thì chúng ta sẽ cắt nhỏ rau cải thái chỉ. Chúng ta có thể là cắt đôi rau cải ra. Tùy vào khẩu phần ăn của các bé, có thể là những trẻ thì rất thích ăn cái phần lá chẳng hạn thì chúng ta có thể bỏ phần đầu đi và chỉ lấy phần lá thôi. Chúng ta sẽ thái chỉ nhỏ rau cải. Rau cải có tính mát, ôn và ngọt,
rất tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ. Ngoài ra thì còn tăng sức đề kháng vì có rất là nhiều vitamin A, C, E, rất là tốt cho sự phát triển của trẻ. Giờ Minh Huyền sẽ cho rau cải của chúng ta ra đĩa này. Và chúng ta có thể thấy là trong khoảng thời gian vừa rồi cũng đến từ 5 đến 7 phút rồi. Công đoạn tiếp theo là chúng ta sẽ xào qua thịt bò để có thể trẻ có thể dễ dàng hấp thu và tiêu hóa hơn. Các mẹ thì có thể lựa chọn một chiếc bếp thông minh ở ngay bên cạnh mình như thế này, hoặc là các mẹ có thể bật bếp ga. Giờ thì Minh Huyền sẽ cắm điện. Chúng ta sẽ chuyển sang chế độ bật bếp sang chế độ 300. Và bây giờ thì đợi cho bếp nóng thì chúng ta sẽ đi lấy chảo, và các mẹ hãy đợi Huyền trong khoảng độ 2 đến 3 phút nhé. Các mẹ thân mến, vậy là chúng ta đã sẵn sàng. Bây giờ thì Huyền sẽ bật bếp và để ở mức lửa vừa phải. Sau khi nồi nóng thì chúng ta sẽ cho một ít dầu ăn. Trong giai đoạn từ 8 đến 24 tháng tuổi thì các bé vẫn còn có sự tiêu hóa và hệ dạ dày còn chưa được phát triển toàn diện, nên là các mẹ sẽ cho nêm nếm một cách vừa phải thôi nhé. Khi mà chúng ta đã thấy dầu ăn bắt đầu lăn tăn thì chúng ta sẽ cho thịt bò vào. Chúng ta sẽ đảo đều tay để thịt bò có thể chín. Lúc này thì chúng ta chỉ cần sơ chế qua thôi, các mẹ không cần phải đảo quá kỹ thịt bò, bởi vì là chúng ta còn cho vào trong nồi nấu cháo BB cooker nữa. Bây giờ thì Huyền đã ngửi thấy mùi thơm của thịt bò, mình sẽ tắt bếp và chuyển ra bác. Chúng ta đã đi được 2/3 chặng đường. Sau khi mà sơ chế thịt bò xong, các mẹ sẽ múc ra bát. Được rồi. Bây giờ thì Minh Huyền sẽ tắt bếp và rút điện. À, 2/3 chặng đường đã hoàn thành và công đoạn tiếp theo của chúng ta đó chính là vo gạo. Minh Huyền sẽ để nồi nấu cháo của chúng ta gần đây hơn để các mẹ có thể quan sát thấy. Như trong những chương trình lần trước thì Minh Huyền cũng đã nói rõ là tỷ lệ của chúng ta sẽ là 1:10, tức là 1 phần gạo sẽ tương ứng đối với 10 phần nước. Ngày hôm nay thì Minh Huyền cũng sẽ áp dụng với tỷ lệ đấy. Đây là hai trợ thủ đắc lực trong các chương trình của chúng ta lần trước. Nhưng các mẹ đừng lo lắng, nếu mà khi mà trong gia đình nhà chúng ta không có những vật dụng như thế này thì các mẹ có thể đong bằng những cái bát hoặc là những cái cốc thân thuộc trong gia đình nhà chúng ta thôi. Nhưng các mẹ nhớ là chúng ta vẫn phải đảm bảo tỷ lệ đó là 1:10, tức là 1 phần gạo sẽ tương ứng đối với 10 phần nước. Bây giờ thì Huyền sẽ bắt đầu đong gạo. Chúng ta sẽ đong một nửa cốc gạo này. Một nửa cốc. Tương ứng với đó sẽ là 5 cốc nước. Nhưng trong những chương trình lần trước thì Minh Huyền đã nói là chúng ta sẽ cần phải đong tỷ lệ sao cho thật chuẩn để cháo có thể dễ dàng hấp thu hơn đối với cả trẻ. Nước chúng ta sẽ lấy không quá tràn và cũng không quá đầy để đảm bảo tỷ lệ được chính xác. Bây giờ thì Huyền sẽ san đều gạo ra. Sau khi thịt chúng ta đã sơ chế rồi thì chúng ta sẽ cho vào nồi. Tiếp đó là rau cải thảo chúng ta đang vừa thái chỉ nhỏ. Bây giờ thì chúng ta sẽ san đều những thành phần ở trong nồi.
Đậy nắp nồi lại. Cắm điện. Và bây giờ là ba nút quen thuộc, nút 2, nút low và nút keep warm. Đây là ba nút trở nên rất thân quen đối với các mẹ rồi không nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang chế độ 2. Và chờ xong 2 tiếng nữa thì thành phẩm của chúng ta sẽ hoàn thành. Các mẹ cùng chờ đón nhé. Cha, món cháo thật là thơm ngon. Không biết rằng là ông anh mình có nấu thành công món này không đây? Hương vị rất là thơm ngon thế này. Phải thử cái một miếng mới được. Quả thực là rất là tuyệt vời các bạn ạ. Huyền tin chắc rằng là ngay cả những ông bố nội trợ của chúng ta cũng sẽ nấu được một bát cháo thơm ngon như thế này dành cho các bé yêu trong gia đình nhà chúng ta, phải không nào? Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà các mẹ hoặc là các ông bố nội trợ của chúng ta hãy vào bếp nấu với BB Cooker thôi.